Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 500 cái token AAC tương đương với 6,7 đô la. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi sau đó mọi người chọn Continue. Và ở đây thì mọi người sẽ trả lời câu hỏi. Ok, rồi. Nhiệm vụ đầu tiên thì mọi người sẽ follow vào nhóm group Telegram và gửi cái tin nhắn này nhé. Mọi người sẽ copy cái tin nhắn này cho mình. Rồi, mọi người sẽ join vào Telegram này. Chọn join. Sau đó thì mọi người sẽ nhắn cái tin nhắn đó vào. Ok, quay trở lại. Tiếp theo thì mọi người sẽ follow Twitter này. Like và retweet bài đăng cộng với test thẻ 3 người bạn. Rồi mọi người chọn theo dõi này. Sau đó thì mọi người sẽ chọn like cái bài đăng này. Và ở đây mọi người sẽ trích dẫn và test thẻ 3 người bạn nhé. Ok, quay trở về bot. Rồi mọi người sẽ bấm chọn check cho mình. Và ở đây mọi người sẽ nhập username của Telegram. Tiếp theo thì mọi người sẽ nhập profiling của Twitter nhé. Mọi người giữ và copy cái chữ Twitter này. Rồi, nhập username của mọi người vào. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví mạng PSC nhé. Và địa chỉ ví thì mọi người có thể lấy ở trên Chut Wallet hoặc MetaMask. Rồi mọi người sao chép địa chỉ ví cho mình. Sau đó quay trở lại này. Mọi người sẽ nhập địa chỉ ví vào. Rồi sau đó chọn Yes. Rồi ở đây thì mọi người có thể là xem cái ngày mà nó phân phối mọi người bằng cách bấm vào Withdraw này. Thì dự án này nó sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 3 và nó sẽ bắt đầu phân phối sau đó 2 tuần nhé. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.